tìm lượng tương ứng với số nhé. Và đây cô có số mấy nào? Rồi, số 3. Và bây giờ mình sẽ đi tìm lượng cho số 3 nhé. Trước tiên, chúng mình cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không đúng rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Số 3, 3 chấm đỏ. Tiếp theo, cô có số mấy đây? Đúng rồi, số 7. Mình cùng đi tìm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Không đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi. Số 7, 7 chấm đỏ. Mình cùng tìm tiếp nhé. Đây là số mấy nào? Số 5. Mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Số 5, 5 chấm đỏ. À, cô có số cuối cùng. Số mấy đây? Đúng rồi, số 6. Và chúng mình cùng đến với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, số 6, 6 chấm đỏ. Vừa rồi, cô và các con đã đi tìm lượng tương ứng với số rồi đấy. Và đây, cô có đã chuẩn bị một số bài sẽ ngược với bài mà chúng mình vừa làm. Đó là các con hãy tìm khoanh tròn các số tương ứng với lượng đã cho. Chúc các con có một buổi tối vui vẻ.